Hello mấy bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ship con bướm trái tim trên tất cả các loại tiền. Thường thì mình ship nó sẽ bị cái hiện tượng này, đó là nó bị cái rằng ở chính giữa. Tờ 500 đồng thì không có bị vậy, tại tờ 500 đồng nó từ hai hình vuông. Còn tờ 1.000 đồng thì do nó dài hơn một xíu. Mấy tờ tiền khác giá mệnh giá lớn hơn nó cũng vậy, nó cũng dài hơn một xíu, dư như thế này. Nên nó là nó sẽ bị dư con bướm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ship con bướm mà không có bị dư, giống như mấy cái này chẳng hạn này. Đấy rồi ha, mình sẽ bắt đầu luôn. Mình không muốn ghi trên tờ tiền giấy này nên mình đã đo bằng kích thước để có gì mình dễ gạch đây cho các bạn dễ nhìn. Đây đầu tiên là ship nó lại hình đôi, ship lại hình đôi. Nó mở ra mình ship hai cái lằn xéo chính giữa cái lằn đôi này, gặp cho nó dễ thấy. Ship xéo xéo. Mấy bạn để cái lằn cho nó bén một xíu thì nó sẽ dễ làm hơn. Còn mà cái phần dư dư này mình đây, cái phần dư dư này các bạn cứ kệ nó. Đấy rồi ha, bạn sẽ có hai cái lằn xéo như thế này đây. Rồi bên đây cũng xếp giống như vậy. Rồi. Hôm nay cũng có dư một miếng. Khúc này cứ kệ nó. Nó sẽ cả bỏ nó ha. Và mình chỉ ship cái lần hai cái lần xéo này thôi. Đây. Đây. Rồi ở chính giữa cái này. Và ship thẳng nó song song với cái đỉnh này. Đây, xếp cái này vô. Rồi ha. Rồi, sẽ xếp hai cái lần này xéo xong xong xuống. Xéo vuông góc xuống. Làm cho nó biến biến xíu, lấy tay kẹ nó xuống cái thành. Đây. Đây cũng vậy. Chỗ này sau đó mấy bạn xếp nó làm đầu. Xong bây giờ thì nó sẽ có những cái lằn. Ở đây nó sẽ có hai cái góc xuống như thế này. Và hai cái góc của anh dưới đây này. Đây dưới đây vẽ nó vô. Cho hấu vô trước hai cái góc này, nó hấu vô rồi bóp nó lại
Rồi cho cái này nhỏ xuống, bóc xuống. Mình sẽ có cái hình như thế này. Mình cho là nó sẽ như thế này. Mấy cái góc này thì vẽ theo đề. Rồi, thì cái mặt này nó sẽ ngoài như thế này. Đây. Rồi, khi mà mình có cái hình hai bên đẹp rồi thì mở nó ra. Rồi, chọn cái đầu mà mình có thể mở ra mở vô nè. Cái đầu này thì dưới rồi. Mình quay nó lên trên, đầu này lên trên. Mở ra. Rồi. Xếp cái này qua bên đây. Xếp sao cho nó vuông góc chứ cái này. Xếp vuông góc. Rồi mở ra. Nhét cái này xuống dưới. Rồi, nhét cái này xuống. Bên đây cũng vậy. Xếp vuông góc. Mở nó xuống. Mở nó ra, nhét nó xuống. Mình có trái tim ở đây. Rồi. Tạm để nó như thế này. Mình xoay lên đây mình lại bên đây. Đây, mở cái này ra. Khoan, để nó lại. Mở cái này xuống. Từ cái góc này, góc chính giữa này. Mấy bạn làm xéo nó lên tới tại cái này, mình kéo vào tới đây là hết mở rồi được. Ngay góc điểm này. Nha. Cái mình xếp nó như thế này. Xếp xéo nó. Rồi, xong thì để cái này ngược lại. Bên đây cũng phải mở cái này ra. Xíu này xíu xíu. Rồi ha. Xong rồi để lại. Đây. Để vuông góc nó xíu. Xét ra là được. Rồi đây. Từ đây ha, mình sẽ xếp cho kéo mình có thể lên xếp cái này song song sao cho cái đường này với cái đường này song song với nhau ha. Rồi đây, ở đây có cái này, bạn chia nó làm đôi, chia nó làm đôi. Đây, xếp nó xuống, xếp nó xuống. Rồi, bên đây cũng vậy. Giống như vậy bên đây. Cái này. Xếp cho cái này. Cái này. Song song với cái này. Song song ha. Rồi. Hai chỗ này cũng bằng phân nửa luôn. Phân nửa. Rồi, ngay góc này. Sau này, bạn chỉnh ngay chỗ trước cái miếng này một xíu, ở ngay tầm này. Chỉnh nó cái tay ngay đây. Cái tay ngay đây, rồi bạn mở nó ra. Để xuống. Rồi, đây cũng vậy. Phải lên góc này. Rồi, qua bên trước. Rồi đây là các bạn dư của cánh, bạn cứ kể nó không sao cả. Còn nếu như mà hồi đầu bạn không có xếp theo kiểu đó thì nó sẽ dư ra như thế này. Nhìn không được đẹp cho lắm. Rồi, lật lại. Đấy. Cũng là xong ha, rồi cái góc này. Bạn kéo không nữa đấy. Đây, sẽ xếp cho các bạn này, bên đây cũng vậy. Yeah. See you later.
Trời. Đây, có con bướm. Trời. Chéo. Mình sẽ bóp cái đầu này. Chỉnh cái đầu này cho nó xéo như thế này. Thế này. Để mấy cái góc cong cong một xíu cho nó cong cong cắm bướm. Đây, góc này cũng nhiều. Đây. Xong con bướm. Nếu như mà bạn nào cảm thấy nó vẫn còn chưa có thanh thoát cho lắm á, thì mấy bạn này mỗi cái góc bạn xếp ngay cái góc một xíu. Một xíu như thế. Đó. À, bên đây cũng vậy. Xếp vô. Xếp vô. Đó là sẽ có trái tim mình có bướm như thế này. Nhưng mà nếu như mà các bạn á, kỹ hơn một xíu nữa thì ngay chỗ này á, cho những bạn nào khéo tay thôi, bạn mở nó lên à, nhấn nó xuống như thế này. Ấn nó xuống. Trời. Bên đây cũng vậy. Làm hai đầu, để hồi mình sẽ làm lại hướng dẫn cái cách này sau. Rồi, bằng cái tờ tiền luôn. Tại vì mình không muốn vẽ lên tờ tiền cho mấy bạn. Thì đấy, đấy là xong con bướm. Bây giờ mình sẽ làm một cái clip với cái tờ tiền thiệt. Tờ tiền 1.000 ha. Đấy. Rồi, đây, mình tạm vẽ lên đây. Cho 1.000 nhé. Làm thì anh hình nhanh thôi. Nhóm như là nãy xếp vuông góc xuống ở chính giữa, còn cạnh dư thì khá nó ra thì kệ nó thiệt nhanh, xếp thiệt nhanh. Làm càng biến càng tốt, tại mấy bạn sẽ dễ thấy cái lằn của nó. Rồi, hai cái góc này có thể. Dùng góc xét. Nếu bạn nào thấy nhanh quá thì có thể chỉnh nó ở 0.75 hay là 0.5 gì đó, tốc độ chậm lại. Còn nếu như bạn nào thấy ok rồi á thì cứ để bình thường. Sao vậy thôi, xếp lại hình thôi. Bây giờ mình sẽ có hai cái cạnh này. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này mình gấp vô. Làm nhỏ lên trên. Rồi. Cái này bóp lại. Đấy là bóp như thế này. Mình cho hai cái cạnh này nè. Đấy, bóp lên. Đấy, ra đây một góc nè, đây một góc nhỏ. Ra đây một góc nhỏ. Đấy. Rồi, này thì xếp qua. Bên đây cũng vậy. Cầm ở đây. Ra đây một góc. Ra đây một góc, nghiêng qua thì nó có một cái nhỏ ở đây. Nghiêng qua thì nó sẽ có một cái nhỏ ở đây. Đấy, đây. Ha, trời. Rồi mình sẽ chỉ cái cách để làm ngay chỗ này. Mở cái này ra. Đấy, ngay chỗ này, ngay chỗ ở trên đây. Chỗ màu trắng nè, ở trên cái miếng giấy kia thì nó bán màu trắng, chỗ này màu trắng. Màu trắng này sẽ quay lên trên. Rồi, mở xuống. Mình sẽ chỉ cái cách làm khó. Rồi là cho nó đẹp, kỹ và đẹp. Hai góc này. Rồi mở nó ra ha.
Đúng không? Còn nếu như bạn nào thấy cái này khó quá thì cho qua cũng được. Đây, một họa ship vô thôi, không sao cả. Đây, bắt đầu. Mở ra, nhấn nó xuống. Làm hai bên kéo vậy nè. Đây. Đấy. Xong. Rồi. Hai cái đó nó đã gơ rồi. Thì mở xuống. Rồi ở bên đây thì cũng xếp vuông góc ha. Xếp một miếng ha. Một miếng sau này kẻ nó. Rồi, để nó xuống. Thì cũng nhẹ xếp xuống. Rồi. Cái này. Cho mấy bạn làm kỹ luôn. Hay thì mình xếp kiểu kia thì mình cũng bẻ vậy. Mà mình thay vì bẻ ngược vô trong ấy, thì mình nhấn nó xuống. À khoảng nữa các bạn xếp. Bạn xếp cái này trước. Bạn vẽ đo nó trước. Góc này giống như này, kệ nãy mình chỉ bạn nha. Rồi, bạn xuống đây này. Kỹ một xíu là đẹp nha. Mở ra. Xếp xuống đây này. Rồi ngay chỗ này vẽ xuống một xíu. Nếu bạn thấy khó quá không được đó, thì cứ xếp theo kiểu kia cũng được. Ấn nó xuống một xíu ngay góc này. Cho cái trái tim nó đừng có nhỏ, nó tròn tròn một xíu thì nhìn chắc nó dễ thương hơn theo mình thấy là vậy. Rồi đấy. Rồi quay ra mặt sau ha. Đây, để cái này, để mũi nhọn này qua bên. Rồi mình vẽ lên xuống. Ngay cái góc này luôn, kéo cho hết từ tiền ngay góc này. Rồi kéo cho cái này, nó tới đỉnh đây. Đây em vậy, mở ra, góc nhọn này đây. Rồi, mở ra. Đấy. Rồi. Để xếp song song lên. Này. Này, song song ha. Và xếp hơn nữa cái này. Rồi, mấy cái góc này. Đây, cái góc sập này cũng được. Đây, mấy bạn nhấn này. Để này qua. Để qua. Đấy, xong. Đây các bạn. Xong xong. Cái này, xong xong với cái này. Cái này phần nữa. Rồi xoay qua. Ở đây. Để qua. Đây phải cái dàn vàng này. Rồi nếu như phải cái dàn vàng thì bạn canh xích ngược lại ngay cái đằng xéo này, xích ngay góc này xíu. Rồi được. Rồi xoay qua. Yeah. À quên, để cái này sao. Rồi xin lỗi. Đây, ok. Trái tim con bướm à, bóp vào cái cánh một xíu. Dịnh ở đây. Cái cánh cầm cầm ở đây. Chút xíu cho nó cầm cho nó đẹp. Rồi ha, vậy là xong ha, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu như các bạn thích thì có thể cho mình một like, share và subscribe. Còn nếu như mà mấy bạn muốn giao lưu thêm á thì cứ hoặc là có cái nào mấy bạn chưa biết cái clip á thì mấy bạn comment cho mình, rồi mình sẽ lên chị mình sẽ làm clip hướng dẫn mấy bạn ở trong các video tiếp theo về những cái mà bạn muốn. Còn thích á thì mấy bạn có thể liên hệ với mình để gặp cùng làm